coffee and tea, cream nguyên mọc, garden ta đẹp. Giấy nên cho các bạn xem ở phía bên ngoài. Đây là mọi người đang đi xem bắn pháo hoa rất là đông, rất là đông, cho nên mình phải đi vào quán cà phê chú đông người đi qua lại. Đây có chiếc xe hơi đây. Bây giờ khoảng tầm 1 tiếng nữa thì sẽ bắn pháo bông nha cả nhà. Bây giờ đang là 9 giờ, tầm 1 tiếng đồng hồ nữa là đúng 10 giờ là ở thành phố Sa Đéc sẽ bắn pháo bông. Thì ở tỉnh Đồng Tháp, thì theo thông tin đài truyền hình Đồng Tháp đưa thì có 5 địa điểm của tỉnh Đồng Tháp bắn pháo bông, đó chính là thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự, huyện Tháp Mừ, huyện Lấp Giò. Đây, hiện tại thì quán cà phê Nguyên Mộc này đang rất là đông và có thể là hết chỗ đậu xe và hết chỗ ngồi để uống cà phê. Ai đi sau có lẽ là hết chỗ. Đây là trên lầu. Đây là anh trai mình nha các bạn. Đó, chắc ông anh này ông đi uống cà phê một hồi nữa coi bắn pháo bông. Đây, phía bên trong khách vào đông khá là đông. Mấy bạn này là đã gửi xe ở đằng kia và bây giờ đi bộ đến quán cà phê này và đi vào quán cà phê này. Có khách vào nữa nha cả nhà ơi, quá là đông. Và tới hiện tại bây giờ kêu nước nãy giờ vẫn chưa có. Đây khách rất là đông luôn. Rồi bây giờ mình đợi nước ra và đúng 10 giờ mình sẽ đi lộ bộ sang bên công viên Bắc Hồ để xem bắn pháo bông nha. Mời cả nhà đón xem một hồi nữa bắn pháo bông.